top 5 cầu thủ trẻ nổi bật của Hà Nội năm 2021. Như vậy là năm Tân Sửu đã trôi qua và năm Nhâm Dần đã tới. Giờ là lúc để chúng ta nhìn lại một phần chặng đường của bóng rổ Việt Nam trong năm qua. Năm 2021 quả thực là một năm cực kỳ khó khăn với bóng rổ Việt Nam nói chung và bóng rổ Hà Nội nói riêng. Các giải đấu liên tiếp bị hoãn hoặc hủy do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tuy số lượng giải đấu bóng rổ trong năm 2021 là vô cùng khan hiếm, nhưng những bowler trẻ của Hà Nội vẫn kịp cho thấy những bước phát triển mạnh mẽ và đã để lại được những dấu ấn cho bản thân mình. Sau đây, hãy cùng điểm mặt top 5 cầu thủ trẻ nổi bật của Hà Nội năm 2021. Phạm Chí Thành. Phạm Chí Thành trưởng thành với niềm đam mê bóng đá. Khi còn tiểu học, Thành đã cùng đội bóng đá của mình đại diện cho Việt Nam du đấu tại Pháp. Lên lớp 7, Thành chuyển sang chơi bóng rổ và tìm ra niềm đam mê thực sự với trái bóng cam. Tuy chỉ có chiều cao 1m67, Thành vẫn là đầu tàu dẫn dắt đội bóng trường Nguyễn Tất Thành, luôn là một trong những đội bóng rổ trung học cơ sở mạnh nhất Hà Nội. Năm 2019, Thành vô địch giải U15 toàn thành phố cùng với quận Cầu Giấy. Năm 2020, Thành cùng Nguyễn Tất Thành lọt vào trận chung kết Việt Nam Student Basketball League. Thành được trao danh hiệu Defensive Player of the Year mùa giải ASA Super Kids 2020 với chỉ số trung bình 5,4 steal mỗi trận. Với lối chơi lì lợm, quyết đoán, khả năng phòng thủ áp sát cực kỳ tốt, người không phổ Chí Thành là mối đe dọa cực kỳ lớn với cầu thủ cầm bóng của đối phương. Nếu cải thiện được hiệu suất ném cùng khả năng dứt điểm rổ đa dạng thì rất có thể trong tương lai, Thành sẽ còn mang tài năng của mình đi xa hơn phạm vi bóng rổ Hà Nội. Nguyễn Anh Hào. Anh Hào xuất thân từ bóng rổ Phủi Cầu Giấy và điều đó đã tạo nên một lối chơi phóng khoáng và đầy ngẫu hứng của cầu thủ trẻ này. Hào có thể chất thiên phú, sức bật tốt và khả năng ném trung bình và 3 điểm ổn định. Tại giải bóng rổ học sinh Hà Nội năm 2021, Hào đã tạo nên kỷ lục của giải đấu khi ném vào 4 quả 3 điểm trong một hiệp đấu. Hào cũng chính là MVP giúp đội bóng ASA Thăng Long Warrior 2 giành chức vô địch giải 3x3 bowler.vn được tổ chức vào tháng 1 năm nay tại thành phố Hồ Chí Minh. Chàng trai sinh năm 2005 gây ấn tượng với khán giả bằng những tình huống bật nhảy bắt rebound và những cú block vô cùng đẹp mắt. Điểm yếu của cầu thủ này là khả năng handle, phòng thủ 1-1 và tâm lý thi đấu chưa ổn định. Do xuất phát từ bóng rổ Phủi nên Hào cũng cần phải cải thiện tư duy thi đấu 5x5 để có thể phát huy được đúng tố chất và khả năng chơi bóng của mình. Nếu cải thiện được những điểm yếu này, có khả năng chúng ta sẽ nhìn thấy anh Hào thi đấu ở VBA trong một ngày không xa. Bùi Quang Vũ. Mới chỉ bước sang tuổi 14, nhưng Quang Vũ đang nổi lên là một trong những hậu vệ tài năng nhất của lứa bóng rổ trẻ ở Hà Nội nhờ khả năng tấn công vô cùng toàn diện. Với phong cách thi đấu điềm tĩnh và khả năng kiểm soát bóng tốt, MVP HIBL U12 2021 luôn là cái tên khiến cho hàng thủ của đội bạn phải dè chừng. Điểm mạnh của Vũ là tư duy chiến thuật, tinh thần đồng đội và bản lĩnh thi đấu tốt. Vũ có thể thực hiện được những pha 3 điểm chí mạng hay tấn công rổ ở mọi vị trí trong khu vực 3 điểm, vô cùng hiệu quả và lạnh lùng. Không chỉ vậy, Vũ còn là một mẫu cầu thủ rất chăm chỉ và có sự cầu tiến cao khi cậu dành từ 5 đến 6 buổi một tuần để tập luyện bóng rổ cũng như tham gia các giải đấu lớn nhỏ trong khu vực với mong muốn được cọ sát và nâng cao kỹ năng của mình. Tuy nhiên, để nâng tầm bản thân, Vũ sẽ cần phải phát triển thêm khả năng playmaking, phòng thủ và tăng hiệu suất ném trung bình tốt hơn. 2022 sẽ là năm hứa hẹn đầy tươi sáng cho Bùi Quang Vũ. Phạm Nhật Thái Quang. Thái Quang là một trong những cái tên gần đây đặc biệt gây chú ý trong cộng đồng bóng rổ trẻ Hà Nội với lối chơi thông minh, đa dạng và tâm lý thi đấu cực kỳ ổn định. Tuy mới chỉ bước sang tuổi 16, nhưng Thái Quang luôn là cái tên nằm trong đội hình xuất phát của ASA U18 hơn 2 năm qua. Năm 2020, Quang là MVP giải đấu ASA Super Kids với chỉ số trung bình 20 điểm, 6 rebound và 4,7 steal mỗi trận. Năm 2021, Quang là đầu tàu đưa đội bóng trung học cơ sở Nguyễn Siêu lọt vào chung kết giải học sinh ngay lần đầu tiên tham dự và ghi trung bình hơn 25 điểm mỗi trận. Thể chất không thực sự nổi trội, không bùng nổ như thường thấy ở những ngôi sao bóng rổ trẻ. Điểm mạnh của Quang chính là sự tinh quái, điềm tĩnh và khả năng dẫn bóng, biến tốc, dứt điểm khéo léo. Trong một trận đấu tại giải 3x3 bowler.vn vừa qua được tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh, Quang có 9 lần dứt điểm từ ngoài vòng bán nguyệt, ghi tới 19 trên 21 điểm của toàn đội.
năm 2022 nếu cải thiện được thể chất để thi đấu bùng nổ hơn và trau dồi thêm khả năng playmaking của mình. Chắc chắn Quang sẽ làm đau đầu hàng thủ của bất kỳ đội bóng nào. Lê Gia Hiếu. Trong số 5 tài năng bóng rổ trẻ được nhắc đến, Gia Hiếu có lẽ là thành viên ít được nhận biết nhất trong cộng đồng bóng rổ học sinh Hà Nội. Nhưng không vì thế mà tài năng của Hiếu không xứng đáng được ghi nhận, chỉ vì là cậu bạn đang tập trung ôn thi cấp 3 mà thôi. Hiếu là một viên ngọc thô với tiềm năng phát triển rất lớn khi được thi đấu ở vị trí dẫn bóng với chiều cao 1m82. Hiếu có tầm nhìn bao quát, khả năng chạy chỗ, tư duy không bóng rất chủ động và thông minh. Trong tập luyện, Hiếu luôn mang một thái độ rất nghiêm túc, quyết tâm và cầu tiến, là một cầu thủ mà các huấn luyện viên luôn muốn có trong đội hình của mình. Hiện tại, Gia Hiếu được đánh giá là cầu thủ có triển vọng giành được giải Sixth Man of the Year khi cùng đồng đội dẫn dắt đội bóng Spider-Man lọt vào đến trận chung kết ASA Super League mùa 2. Tuy có bộ kỹ năng đa dạng, có khả năng handle, ném xa và dứt điểm cận rổ, nhưng tất cả những kỹ năng này mới được Hiếu thể hiện ở mức trung bình. Khả năng phòng thủ 1-1 của Hiếu cũng còn khá hạn chế. Những điểm yếu này cần được Hiếu khắc phục và cải thiện để có một năm 2022 phát triển vượt bậc. Vừa rồi là top 5 cầu thủ tiềm năng và nổi bật nhất của bóng rổ trẻ Hà Nội trong năm 2021. Mong rằng sang năm 2022, các em sẽ còn có những bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa và luôn giữ trong mình tình yêu với trái bóng cam. Lời cuối cùng, Bóng Rổ TV xin chúc tất cả các bạn một năm mới nhiều niềm vui, sức khỏe và may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong một năm mới vô cùng bùng nổ sắp tới của bóng rổ.